มันcon này con ếch con nhà mua nó rất nhiều ếch kìa cả một về như thế này là khoảng 2 tấn ếch 2 tấn ếch của dòng sông thơ mộng vô cùng mát mọi người ơi. Cảnh sắc nơi đây thật là yên bình và thật sự là rất là đẹp luôn. Những trái hồng xiêm nơi đây, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Trải nghiệm nằm trên chiếc võng này đung đưa và cùng chiêu thật sự là rất rất tuyệt vời. Những trưa hè nóng bức chúng ta ngủ, chúng ta chơi bóng, chúng ta làm mọi thứ bên bờ sông thì thật sự rất tuyệt vời. Bên cạnh một ly nước dừa thơm ngon và đầy chất dinh dưỡng nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chú ơi, bây giờ bọn cháu xin phép cháu về đấy ạ. À, tại vì chị tối có việc trên Sài Gòn. Thì là có dịp xuống chơi nữa coi. Vâng, sau cháu xuống nên sẽ ở chơi lâu hơn. À, Nguyên ở nhà, Nguyên ở bố nha. Dạ. Cố gắng là ăn giỏi hơn. Đợi anh em đợi còn ăn cưới Nguyên nữa. Dạ. Rồi. Đi bộ đội về xong cái đám cưới nó kêu cho tụi con hay vô. Vâng ạ. Chờ về bữa cho nó vui.